Asians are one of the fastest growing populations in the United States. Asian Mental Health Program is one of the newest programs under the Center for Multicultural Global Mental Health. Tôi là Catherine Bukki, bác sĩ tâm lý, và đây là bố mẹ của tôi, Paul và Christine Bukki. Khi con nói với bố mẹ rằng con sẽ theo cái học ngành tâm lý học này, bố mẹ nghĩ sao ạ? Khi bố mẹ nghe thấy tin đó thì bố mẹ không có hài lòng chút xíu nào hết. Nhưng mà vì tôn trọng cái ý kiến của tâm trí và với bố mẹ có nghĩ rằng có thể cái chuyện này nó hợp với lại các bản chất của tâm trí là chịu lắng nghe những người khác tâm sự với mình, caring and loving, chăm sóc đến họ và yêu thương họ, thì bố mẹ nói rằng thì suy nghĩ của bố mẹ có thể đổi sau khi con bước vào cái nghề này không? Tại sao? Bố mẹ có thể nói là gần như là quay 180 độ là sau khi mà tâm trí vào lĩnh vực này, từ cái sự nghi ngờ, từ cái sự thiếu tin tưởng cho đến cái lúc mà tin tưởng và không còn nghi ngờ nữa. Lý do là điều thứ nhất là bởi vì bố là trong quân đội, mà sau thời gian chiến tranh á, mà sang được nước Mỹ thì đa số những người bạn của bố và bố đôi khi nữa nghĩ lại cái cuộc chiến ở Việt Nam, đêm thường có những giấc mơ khủng khiếp, nightmare, và bị PTSD thì những cái, và rồi những người, chính những người bạn của bố và chính cá nhân bố cũng cảm thấy rằng mình cần phải có những người hiểu mình để mình chia sẻ. Muốn nói gì hoặc chia sẻ gì với các cha mẹ khác nếu con của họ muốn đi vào cái nghề tâm lý học này? Nhưng mà mẹ chỉ xin các chị, nếu mà các bậc cha mẹ, nếu mà con cái nó muốn đi thì các quý ông quý bà cũng cứ hỏi tại sao con muốn đi. Thế còn trong ngờ chắc là các em trước khi nó đi thì nó cũng phải đi tìm hiểu, thì nó sẽ giải thích, như là con của tôi đó, Tâm Chi đó, nó cũng giải thích cho tôi. Thì tôi đã nói, chúng tôi đã nói trước, đầu tiên chúng tôi không thích, nhưng mà thật sự là cái kinh nghiệm của cháu, của trong gia đình của tôi nghĩ là cái nghề này rất thiết thực cho những người mà lớn tuổi, và cho những cái trẻ em, và cho những cái người thanh thiếu niên, ví dụ như những người già như chúng mình này, thay đổi vợ chồng, những cái đó là đều đến để mà nói với lại bác sĩ tâm tình. Cái đó bác sĩ tâm tình sẽ giúp cho mình rất nhiều, cho đầu óc mình cho nó thoải mái, và mình được có người mình tuôn ra, mình nói ra. Là nếu mà được nhiều người trẻ như Tâm Chi mà đi học cái ngành này thì sẽ còn giúp được nhiều người nữa.